sang rừng song hành cùng đội tuyển Việt Nam, cảm ơn, chiến binh, bền bỉ. Dấu ấn đậm nét của một thế hệ cầu thủ bền bỉ và tận tâm đã góp phần tạo nên thành công vang dội của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Trả lời phỏng vấn Southstar ngày 10 tháng 8, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang xác nhận cô chính thức nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023. Cô chia sẻ chân thành, thực ra tôi đã có ý định giải nghệ sau khi World Cup nữ 2023 kết thúc. Không phải vì tôi không được đá một phút giây nào ở World Cup nên có quyết định như vậy đâu, mà tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để mình dừng lại sau nhiều năm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1988 đã có 13 năm cống hiến cho màu áo tuyển, tính từ khi khoác áo đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đá SEA Games năm 2011-2013 cho đến khi khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam, trở thành chứng nhân trong hành trình vươn lên ngoạn mục của bóng đá nữ nước nhà. Tiền vệ Thùy Trang là một trong những cầu thủ hiếm hoi đã trải qua quãng thời gian đội tuyển nữ Việt Nam đi từ nỗi buồn với thất bại trước Thái Lan ở trận playoff tranh vé dự World Cup 2015, cho đến khi trở lại thống trị Đông Nam Á với 4 tấm HCV SEA Games, rồi đoạt vé đến World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nhờ kỳ Asian Cup 2022 thành công. Ở tuổi 35, khi các đồng đội cùng trang lứa đã giải nghệ và đi tìm định hướng mới, Thùy Trang vẫn kiên trì, cần mẫn với trái bóng. Tiền vệ của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh luôn nghiêm khắc với bản thân cũng như đồng đội trẻ, tập luyện chuyên nghiệp và thi đấu tận hiến. Trong bài viết đăng tải trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA khẳng định Thùy Trang có kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, đồng thời được huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ. Là nhân vật đầy cảm hứng trong các trận đấu với tinh thần thi đấu và nỗ lực bền bỉ, tiền vệ 35 tuổi có sức lan tỏa mạnh mẽ. FIFA khẳng định, sự công nhận từ giới chuyên môn trong nước và quốc tế là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Thùy Trang. Nhiệt huyết và sức chiến đấu của Thùy Trang không suy giảm dù cầu thủ của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh phải cố định xương bằng 6 ốc vít, vốn là kết quả của ca phẫu thuật điều trị chấn thương. Thùy Trang là hình mẫu tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ đã tận hiến cho bóng đá nữ Việt Nam từ những lúc khó khăn nhất cho đến ngày hái quả ngọt. Thùy Trang, Huỳnh Như, Kim Thanh, Thúy Nga, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Tiết Dung, Bích Thùy đều là hình mẫu của sự chuyên nghiệp. Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và có sự nghiệp thi đấu đáng nhớ ở môn thể thao vẫn còn đó, tàn tích của Định Kiến Giới, thế hệ trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam còn là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ kế cận, truyền cảm hứng để bóng đá nữ Việt Nam có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trong lễ xuất quân dự World Cup 2023, tiền đạo Huỳnh Như đã gửi lời cảm ơn đến thế hệ đi trước của bóng đá nữ. Đó là thế hệ của những Ngọc Mai, Hiền Lương, rồi đến Kim Chi, Kim Hồng, kế tiếp với Văn Thị Thanh, Ngọc Trâm, rồi đến Lứa Vàng, với Thùy Trang, Huỳnh Như, Kim Thanh, Tiết Dung đã không quản ngại khó khăn, mang về vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam. Mỗi thế hệ đều góp sức đặt nền móng để đội tuyển nữ Việt Nam ngày một tiến bộ. Sau đây vài năm, sẽ có những cầu thủ lớn tuổi nối bước Thùy Trang. Lùi về phía sau để các cầu thủ trẻ tỏa sáng. Đó là sự tiếp nối và chuyển giao thế hệ tất yếu của mỗi nền bóng đá. Quan trọng là cống hiến của những cầu thủ kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thùy Trang cần được ghi nhớ và trân trọng, cũng như trở thành tấm gương để lứa kế cận của Thanh Nhã, Hải Linh noi theo. Xin cảm ơn một thế hệ cần mẫn và kiên cường của bóng đá nữ Việt Nam đã chèo lái đội tuyển vừa qua những giai đoạn gian nan, khó khăn nhất để quốc ca Việt Nam được vang lên đầy tự hào ở đấu trường World Cup nữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.